À, Zalo, con này thu phí nền tảng 1 sao. Ơ, Aroma Resort à? Qua Bắc à? 1 sao. Ơ, cái kia ở kia lại có con đoàn thanh niên Việt Nam à? Tao không thích chạy KPI. 1 sao. Theo mình thì một trong những phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 21 đó chính là tính năng đánh giá trên các nền tảng trực tuyến. Nó dường như kiểu là một cái công cụ để bảo vệ người tiêu dùng vậy. Nhưng mà các bạn nhìn xem. Đây, đây, đây và đây nữa. Hay là như người xưa chúng ta có app Thanh niên Việt Nam cũng đã hứng chịu cơn bão một sao. Bởi vì là sinh viên của các trường đại học không đồng ý với cách mà các trường này chạy KPI đăng ký. Vậy thì hiện nay đánh giá có còn là công cụ để bảo vệ người tiêu dùng hay không? Hay là đã trở thành vũ khí của đám đông? Chấm sao đã trở thành thước đo cho các doanh nghiệp, nhất là trong thời đại số hiện nay, đặc biệt phù hợp với tâm lý khách sáo, ngại góp ý trực tiếp của người Việt. Giống như hồi xưa các bạn đi học mầm non ấy, nếu mà ngoan thì sẽ có phiếu bé ngoan, còn ngu thì chả có gì cả. Anh ơi, anh chấm điểm hộ em với. Quay mãi video không xong, cho một phiếu bé ngu. Ơ kìa, sao anh ngu thật rồi. Rồi. Và việc chấm sao, bây giờ quyền lực hơn các bạn nghĩ. Quên bây giờ các anh nói luôn là chú không chấm cho anh 5 sao ấy thì mai bộ quần áo này anh trao lại cho chú luôn. Mày cầm lấy đây, nhớ rết 5 sao cho mày cả cái xe luôn. 5 sao ấy. Vâng. Cũng chính bởi vì việc chấm sao, rating hay các thứ đã trở thành thước đo của các doanh nghiệp hiện nay, thế nên là việc xuất hiện sao ảo, rating ảo nhằm tăng độ uy tín không thật cũng đã xuất hiện nhan nhản. Alo, em có phải em Tuấn không nhỉ? Xuống nhận hàng đi em ơi. Đơn Shopee em ơi. Nhanh đấy. Lấy nhá, ok. Đây. Mệt thế, nhiều đơn quá. Cứ sim hơn 1.200 lượt bán, 4.8 sao, đưa thế đéo được. Vậy thì hiện nay, đánh giá có còn là công cụ để bảo vệ người tiêu dùng hay không? Hay đã trở thành vũ khí của đám đông? Hay dụ điển hình hơn, VN Express sau một vài bài báo không làm vừa lòng một cộng đồng thì họ cũng đã hứng chịu cơn bão một sao. Câu chuyện được lan truyền trên mạng nhưng rất may là không có kéo thêm ai gắn một sao cho ứng dụng này cả. Khi cơn giận dữ của đám đông vượt quá giới hạn thì nó sẽ trở thành một con dao sẵn sàng hạ bệ bất cứ doanh nghiệp nào. Nhưng mà kể cả đám đông không nhắm mà bắn bừa thì cũng vẫn chết. Điển hình như resort trùng tên với vụ Hoa Bắc hay là trường đại học thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị dân mạng bắn trượt. Việc đánh giá sao trên Facebook, Google đã bị méo mó bởi vì chính độ mở của nó. Bất kỳ ai, bất kỳ người nào, mặc dù chưa từng sử dụng trải nghiệm dịch vụ cũng có thể đánh giá luôn rồi. Hay là gần đây nhất, Snapchat cũng đã bị đánh giá một sao sau những hành động mà vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền của Việt Nam. Cái gì cơ, không dẫm lên cỏ quá. Thôi mình ngồi đây vậy, sợ một sao lắm. Việc lợi dụng rating để đạt được mục đích thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến ý thức cộng đồng. Đã là bão một sao thì phải có sự lôi kéo rủ rê, mà có khá người tham gia thì cũng không hiểu được cái hành vi mà họ đang làm đâu. Mình cái app học online thì bố va vẩn, bố sao ấy. Ừ, tao cũng không thích đâu. Vột tuần. Thôi. Và hãy thử nghĩ xem, nếu mà cộng đồng người nước ngoài nhìn vào cộng đồng mạng Việt Nam chỉ là một đám đông giận dữ hung hãn luôn luôn có thể vote một sao hay là spam comment report tất cả những thứ linh tinh mà họ không vừa ý, thì hình ảnh con người Việt Nam vốn được coi là thân thiện sẽ như thế nào trước mắt họ? Rồi, cái thằng trẻ trâu nó xuống ảnh nó nói những cái cương như này, vốn là bọn trẻ trâu Việt Nam bình tròn như thế này thì thà tao sang nước ngoài tao sống còn hơn, về Thanh Hóa ở sướng hơn nhiều. Bên đây trâu nguy hiểm quá. Thế tóm lại là công cụ hay vũ khí? Mình cũng đéo biết. Nói về vấn đề này thì mình cũng không biết giải quyết thế nào cho hợp lý. Đánh giá là tốt, nhưng mà việc lợi dụng và biến tướng nó thành công cụ cá nhân để đạt được các mục đích thì cũng hên xui. Tùy vào mục đích của bạn, nếu nó tốt thì tốt, còn xấu thì xấu thôi. Mình quyết định mua hàng bởi vì mình tin tưởng shop thôi, chứ cái đấy cũng chỉ là một phần thôi. Và nếu mà các bạn có ý kiến gì khác thì hãy comment phía bên dưới nhé. Và nếu các bạn thích video này thì hãy cho mình xin một like, một share, một subscribe nhé. Nhớ ấn chuông thông báo để nhận được các video tiếp theo.